Top 5 gương mặt xuất sắc cho Vương Miện Miss Universe Việt Nam. Mẫu hậu Paris Bảo Nhi thần thái đúng chất Universe. Emily khiến fan quốc tế đổi cấp crown. Kỳ duyên bùng skill khiến dân tình hú hét cổ vũ. Đêm bán kết Miss Universe Việt Nam 2024 đã được diễn ra tối qua với vô số những màn trình diễn đặc sắc. Sân khấu hoành tráng, ánh sáng tốt làm cho các thí sinh lên hình rất rạng rỡ, chất lượng livestream rất sắc nét. Các thí sinh trình diễn tốt, những bộ đầm dạ hội với thiết kế rất mới lạ ví như chiếc đầm của Kỳ Duyên, Phí Phương Anh. Những thiết kế đều rất độc đáo và chưa từng thấy trong lịch sử Miss Universe Việt Nam. Dưới đây sẽ là top 5 các thí sinh với những màn trình diễn mãn nhãn nhất bán kết Miss Universe Việt Nam 2024. Top 1. Paris Bảo Nhi. Đây chính là cái tên được dân tình cổ vũ nhiều nhất những ngày gần đây vì cô được chính miệng Á hậu một Miss Universe 2023. Antoine Poxil khen ngợi là có gương mặt rất tiệm cận với tiêu chuẩn Miss Universe thế giới. Cô là được dân tình gọi là nụ hậu vì năm nay là năm đầu tiên mà Bảo Nhi dự thi Hoa hậu. Thế nhưng những gì mà cô thể hiện khiến dân tình đánh giá cực cao. Khả năng trình diễn dạ hội và swimsuit đều rất nổi bật, các kỹ năng khác như trình ứng xử và ngoại ngữ đều rất tốt. Hứa hẹn cô sẽ khóa một suất top 5 trong đêm chung kết tới đây. Top 2, chị đẹp Emily. Đúng là người có kinh nghiệm trình diễn sân khấu. Từ đầu chương trình đến nay, chị đẹp Emily đã không khiến dân tình phải thất vọng vì khả năng catwalk quá tốt. Hơn nữa, chị đẹp Emily được chính tay top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hany E. Channing. Trong một màn reaction của một fan sắc đẹp quốc tế, anh này đã liên tục dành lời khen cho chị đẹp Emily và muốn đội vương miện cho chị đẹp Emily, muốn cô đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024. Top 3, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Từ ngày nhập cuộc Hoa hậu Việt Nam 2014 đã khiến dân tình mê đắm và chắc chắn rằng sẽ đạt được một suất top 5 chung cuộc. Tuy trong suốt cuộc thi, có nhiều tập phát sóng Kỳ Duyên bị lộ điểm yếu cách quắc đơ cứng hay nụ cười còn gượng gạo nhưng ở đêm bán kết Kỳ Duyên sẽ thật sự tỏa sáng. Đặc biệt ở phần thi dạ hội, Kỳ Duyên diện thiết kế độc đáo với tua rua dài và phần trễ vai đặc biệt. Ở cuối đường băng, Kỳ Duyên đã bung skill xoay làm tua rua tung lên tạo hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Hứa hẹn cô sẽ tiến vào top 5 chung cuộc. Top 4 và 5 có thể là Hai Quỳnh Anh và Vũ Thúy Quỳnh. Hai gương mặt này cũng là những cái tên vô cùng sáng giá khi đã có nhiều kinh nghiệm dự thi các cuộc thi về Hoa hậu người mẫu. Riêng Vũ Thúy Quỳnh đã Miss Universe Việt Nam 2022, The New Mentor 2023, Siêu mẫu Việt Nam 2018. Trong cuộc thi, Thúy Quỳnh cũng thể hiện được thế mạnh trình diễn của mình. Quỳnh Anh lại là quán quân siêu mẫu châu Á, cô cũng là Á quân The Face Việt Nam 2018.